Xin chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Bài học ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu cách giải thích tượng quẻ. Cụ thể bài học ngày hôm nay chúng ta nghiên cứu quẻ Thiên Trạch Lý, quẻ số 10 theo thứ tự sắp xếp 64 quẻ dịch. Quẻ Thiên Trạch Lý, tôi lấy ý lộ hành để neo cho cái ý tượng của quẻ Lý. Tượng hổ lang đang đạo chi tượng, tượng hổ lang đón đường. Thì cách giải thích thứ nhất, quẻ Lý sau quẻ Tiểu Xúc theo như kinh dịch. Thì Xúc có nghĩa là chứa, nhóm. Mà khi đã nhóm họp nhau thì cần phải có trật tự trên dưới, rồi không thể hỗn tạp được, nghĩa là phải có lễ. Sống trong xã hội thì phải dẫm lên cái lễ, không trạch ra ngoài. Cho nên sau quẻ Tiểu Xúc là quẻ Lý. Lý có ý là lễ, lộ hành. Lễ, lộ hành, dẫm. Cách giải thích thứ hai, lời nói rõ ràng, minh bạch, công chính của người quân tử. Lời nói đoài, rõ ràng, minh bạch, công chính, càn của người quân tử càn. Đây chính là gì? Lời nói rất là nói đúng sự thật. Từ cái điều này, nó dẫn đến cho chúng ta cái cách suy diễn là, cái suy diễn ra cái gì? Đó là hiến pháp, là luật pháp, là quy trình, là quy định, là chuẩn mực, là tiêu chí, vân vân. Ý thứ ba, nói năng với kẻ bề trên, nói năng đoài với kẻ bề trên, càn thượng quái, cần phải chính xác, thành thật, lễ kính. Từ nơi đây chúng ta có thể suy diễn ngay là gì? Sự kính trọng. Đấy. Kính trọng, tôn trọng, rồi lễ kính, rồi kính biếu, rồi kính phục. Đó. Rồi nếu như cái này mà suy diễn trong gì? Về mặt tâm linh thì là thành tâm cúng bái. Rồi là chùa, là nhà thờ, là kinh điển, vân vân. Ý thứ tư, hình tượng toàn quẻ cho biết lòng đường. Hào âm ở đây có hai lề đường, trên dưới này, trên ba dương, dưới hai dương, ví như là hai cái lề đường. Từ đây chúng ta có thể suy diễn ngay là ra được là gì? Là con đường, là lộ hành, là hành trình, là hành lý. Rồi là gì? Là về phương tiện như là máy bay, tàu hỏa, tất cả những cái phương tiện giúp cho chúng ta di chuyển đi lại, là giày dép, vân vân. Tiếp theo, trên lộ hành trình hãy đề phòng một âm mưu đen tối án ngữ bên trong. Hào âm ở bên trong. Từ đây chúng ta có thể suy diễn ra là gì? Án ngữ là gì? Là chặn đường, là đón đường, vân vân. Chúng ta đi vào ví dụ minh họa. Ví dụ 1, cả nhà đang cổ vũ cho baby, đứa nhỏ đang tập đi, thì hỏi rằng đứa bé đó có ngã hay không, có bị té hay không. Đứa nhỏ có bị té hay không khi mà đang tập đi? Ta được quẻ Lý biến vô vọng, Lý lộ hành. Vô vọng tôi lấy càn đại để đại diện, neo cho cái ý của nó. Đứa nhỏ đang tập đi thì nó ứng với gì? Quẻ Lý. Tập đi. Có ngã hay không? Ta lấy quẻ còn lại để trả lời. Và ta biết vô vọng là gì? Là không vọng động. Mà chúng ta hình dung được là cái gì? Hình dung cái việc đi và việc ngã. Ngã thì là dừng lại, đương nhiên là không vọng động. Cho nên cái trả lời ở đây là gì? Là ngã, biến ý thành té ngã. Như vậy, đứa trẻ này, cái việc tập đi của đứa nhỏ này sẽ bị gì, làm sao? Sẽ bị té ngã, không đi, chưa đi thông suốt được. Ví dụ 2,
câu hỏi là cô ấy có tin nhân quả hay không? Có tin vào luật nhân quả hay không? Ta được quẻ lý biến trung phu. Luật nhân quả, lời nói rõ ràng, minh bạch, công chính của người quân tử thì nó là luật lệ, là chuẩn mực. Thế như vậy đây, luật nhân quả nó ứng vào quẻ lý. Luật nhân quả, mà cô ấy có tin hay không? Ta dựa vào quẻ biến để trả lời. Quẻ biến trung phu, lòng tin, sự tin tưởng, thì rõ ràng là cô ấy làm sao? Cô ấy tin. Vậy đáp án là gì? Cô ấy tin vào luật nhân quả. Và ngày hôm nay chúng ta đã hoàn thành việc giải thích tượng quẻ lý. Chúng ta thuộc 5 cái ý giải thích này, thì chúng ta có thể ánh xạ vào từng sự việc cụ thể để từ đó chúng ta suy diễn ra cái tượng của nó. Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.